Dạ Bảo. Dạ Bảo đâu? Hụt mấy câu rồi con? Cái giữa là 10 đó, Khánh Di đâu? 10 nè, mệt lắm. Hụt lấy 9 đi, giờ về. Vậy là con chỉ còn giả câu ra bài đó, ghi tên mấy bạn nói chuyện ồn quá. Con năm thôi. Anh đi về chỗ đi. Bước xuống đó. Mấy câu rồi? Con năm rồi, bạn muốn anh mới trả. Vĩnh Khánh. Rồi về chỗ không? 9 điểm. Ủa Vĩnh nè, thầy dặn là không có được đọc, im lặng xem thôi, ở nhà mới học, mua còn muốn học bước ra khỏi lớp, ngồi trước muốn đọc gì đọc, đứng lên con, đứng lên bữa nay rồi, muốn ôn gì mở cửa ra hoài, ngồi trước ôn im lặng nha. Rồi lo ghi mấy này chưa, dặn dò chưa? Ờ, ngồi im trước đó, học đi. Nữ kia đi ra kia học chung với bạn luôn đi. Ngồi đó không có nói chuyện. Dạ vậy dặn nó không có nói chuyện đó. Ôn bài đấy. Gia Bảo, Thái Dương, Linh Đan đâu? Rồi các bạn nhớ lo bổ sung tập nha. Bữa cái tiết kiểm tra thì kiểm tra tập bạn mà thiếu bài là trừ điểm đó. Mấy câu, 4 câu luôn hả? Thêm tính gì con? Một câu đi kiếm lớp trưởng tra tiếp đi. Có 6. 9 điểm. Con 6 còn không? Con 6. Giờ biết làm không? Con 6 ơi. 6B biết làm không? Biết. 6A thuộc không? Như 4 hồi. Hả? Dạ, đúng rồi. Đây là bản đồ là độ thu nhỏ của Rồi 9 rưỡi chán học đi. Hai kia nói chuyện hồi bị một điểm rồi đó nha. Mấy câu rồi biết rồi, thuộc mấy câu rồi. Hoàng Quy hả? Hoàng Hân, Trung Hiếu đâu? Lên chợ. Thuộc bài chưa? Dạ thầy, học cũng không chơi. Mấy câu? Dạ các bạn trả bài, con hết luôn rồi thầy. Không đem lên đây lấy điểm. Trung Hiếu, ráng học nha con. Xong hết rồi. Thuộc không? Thuộc. Cái gì? Tên Hành. Xong 10. Cái gì? Cho ta một chỉ tay. Nó ký rồi thầy. Bước xuống. Tên gì? Đỗ Nguyên. 26. Rồi, về chỗ đi. Phúc Khen, Đăng Khoa, Đăng Khôi, Thiên Kim.